mọi người, chúng mình là Kia ở đây. Kia chứ nhở? Hôm nay trời rất là mát với cả nhiều gió, nên là mình đi xe máy mình rất hay bị lật mũ. Đấy, mình không biết là mình bị lật mũ bao nhiêu lần rồi nữa ấy. Lâu lắm rồi bọn mình chưa quay video lại cho mọi người, nên là hôm nay tranh thủ đi thì quay luôn. Cái gương đâu rồi? Thì từ nhà mình đến cái quán cà phê đấy phải đi qua cái đường tàu. Ở trên cái đường tàu này ấy, thì có một cái quán, cũng là kiểu cái quán cà phê nhìn thẳng ra đường tàu, nó rất là kiểu hay ho ấy, mình chưa ngồi bao giờ. Nhưng mà hôm nay mình lên một cái quán cà phê khác tên là Blackbird. Và bây giờ mình sẽ quay lại để đi ăn cái hàng bánh chuối mà lúc nãy bọn mình đi qua. Thấy nó kiểu thèm quá, thế là mình lại nghĩ là thôi còn mình đến ăn cái hàng bánh chuối này trước đi. Đi thôi. Thì mình đang ngó nghiêng để tìm cái quán đấy ở đâu, mặc dù mình vừa mới đi qua cách đây kiểu chắc đến 1 phút à. À đây rồi, nó là cái hàng bên cạnh nha, mình chỉ lộn đó. Anh Vinh đang lấy bánh chuối từ khay cô ấy đã dán sẵn rồi. Ai đến thì sẽ ăn luôn. Cô ấy dán sẵn một vài cái, nhưng mà nó vẫn nóng, mọi người yên tâm, nó vẫn kiểu siêu ngon ấy. Mình có quay lại một cảnh cô ấy làm bánh chuối thì bây giờ phải đập dẹp cái quả chuối ra rồi mới dán. Chắc là cô ấy kiểu nhìn thấy mình quay nên là cô ấy có hơi run ý. What the hell? Cái bánh chuối của cô ấy siêu ngon ấy, vì nó có vị của ngô nữa. Cô ấy cho thêm một vài hạt ngô vào, nó kiểu thơm mà nó kiểu lạ lạ thế nào ấy. Thì đây là cái phố mà mình ngồi ăn bánh chuối này. Cửa hàng của cô ấy nằm ở số 33 Hàng Vôi nhá. Mọi người đi, mọi người sẽ kiểu chú ý một chút là nhìn thấy ngay à. Cái phố này nó cũng đẹp nữa. Bây giờ mình bắt đầu đi vào quán cà phê để order nè. Thì cái quán cà phê này mình thấy là kiểu đồ uống của nó cũng tầm từ 45 đến 60 nghìn ý. Ý, nhìn mọi người trang trí mấy con này nhìn có dễ thương không này. Ý, mình nữa. Đúng mọi người xem là mình đang nói cái gì nhá. Đây, bây giờ bọn mình nhận lại tiền thừa. Và bây giờ mình mới nhớ ra là chị nhân viên bảo bao giờ bọn mình về ấy, thì quay lại quầy lấy lại tiền thừa 15.000. Bởi vì lúc chị trả tiền lại cho bọn mình ấy thì chị thiếu mất 15.000. Nhưng mà bây giờ mình về mình thu âm lại thì mình mới nhớ ra là bọn mình quên mất lấy cái 15.000 đấy rồi. Phải rửa tay trước khi uống để đảm bảo an toàn vệ sinh sạch sẽ nè. Và đây là đồ uống của bọn mình. Thì mình cảm thấy về cảm quan ban đầu thì nó cũng khá ok, nó khá đẹp. Nhưng mà cái cốc latte đá của mình phải cho thêm đường chảy, bởi vì mình thấy nó nhạt lắm. Mình uống latte đá lúc nào mình cũng phải cho thêm đường ấy. Còn latte nóng thì nó cũng nhạt như thế thôi, nhưng mình không ngờ mình cho thêm đường, mình không biết tại sao. Ôi dồi ôi. Cái quán này bước vào nhá, thì mọi người có thể ngồi ở cái chỗ bọn mình ngồi, có thể nhìn được thấy các anh pha chế. Hoặc là mọi người có thể ngồi ngoài sân ấy, nó kiểu thoáng hơn. Xong rồi có thể ngồi ở trên tầng nữa. Trên tầng thì nó cũng có một cái phòng mà mình thấy nó cũng khá là đông. Thế nên là mọi người nhớ canh lúc nào vắng thì mọi người đi nha. Nhưng mà lần này ấy, bọn mình đã quên mất không quay ở trong phòng trên tầng 2 rồi. Nên là lần sau bọn mình sẽ quay nha. Bây giờ bọn mình sẽ đi ra lấy xe và mình không hiểu tại sao mình lại quay như thế. Chắc mình rảnh quá. Trên đường đi về thì mình có ghé một hàng quẩy nóng ấy. Thì đây là cái hàng quẩy mình đã ăn từ rất lâu rồi. Mình nghĩ mình phải ăn chục năm rồi ấy. Nó siêu ngon. Nằm ở trên phố Hào Nam nha mọi người. Và đi qua khỏi cái hàng đấy thì là một hàng ngô nướng mình cũng kiểu hay ăn ấy. Và nó siêu ngon. Bye bye mọi người.